Đúng rồi. Ngày hôm nay thì Hiền đến đây cùng với ba cháu. Còn một bạn nữa thì đâu rồi Hiền? Dạ, một bạn đó mặc đi học ạ. Đi học rồi. Đi học. Dạ. À. Dạ. Và hôm nay khi em biết được là chương trình Cơ hội đổi đời thì em đã từ Đà Nẵng đi xe hay là đi bằng cách nào ra tới đây và đang có mặt ở dưới kia. Cô Việt Hương mời con lên đây luôn. Đây là con trai đây lớn. Đây là con trai lớn từ Đà Nẵng. À. Và làm sự bất ngờ cho mẹ luôn. Mà chương trình cũng muốn dành tặng cho gia đình khi mà không có thông báo trước với lại Hiền, sau đó thì liên lạc với cháu để cho cháu vào tận đây gặp mẹ mình cùng với các em trong một cái ngày nó quan trọng và nó đặc biệt như thế này. Thôi thì ngày hôm nay cả nhà mình đã ở bên cạnh nhau, đã đoàn tụ cùng với nhau để đến với Cơ hội đổi đời.